Quýnh đi. Nghe chữ tiếng nó thuần khiết và trong trắng thì mà đang ơi phải ngồi nó lạ kỳ đó. Mà coi như bỏ luôn. Gì em kêu? Nghe rồi, nghe rồi. Tưởng đâu chị Nhung biết nữa. Hồi sớm chị có bài Nhung đó, bà tên Nhung điếc á. Có. Bà bị điếc thiệt. Nhưng mà bà bị điếc là do hồi xưa bà với tai em. Cái người ta đụng vô, nó chọt vô luôn, bị thủng luôn. Hay một tai á. Tại chị nghe được. Sợ đi. Ngọc thì thôi khỏi nói, Ngọc bị điếc thiệt. Ngọc bị điếc là có căn cứ luôn á. Chứ là căn cứ và cái điều đó là có thiệt. Mà Nguyệt biết thiệt chứ không phải biết dở đâu mọi người. Hắn với chị Ngân là điếc kìa. Hai bà ta nói thiệt chứ ta đi làm mà. Chị con chị bị điếc á, chị con là chị bị điếc thiệt đó. Chị bị điếc mà chị con chưa biết mà chị không. Sơn trà bình thường mà. À chỗ đội intercon mà không biết nữa. Đẻ văn còn sửa xong mà. Đúng rồi chị. Lo chị em cái resort intercon nó kìa. Cái đoạn nó không bị chỗ resort intercon mà không sửa làm đăng họ lên resort nó ở. Bắt buộc phải sửa hỏi. Cái con đường mà có hung khỉ đó. Đó là cái tượng nguyên một.
bao giờ em mới bóc một tin rồi em sao lần xong rồi chị vừa làm gì chưa vừa đâu hồi tuần trước rồi mình nói từ ngày 18 dạ em cứ làm thử đi dỗ lan kịp thì em lên 10 bộ không thì vẫn 9 bộ đỡ dễ với đông ngọc chị có đem lại quay lại bên này đi quay lại bên này đơn giản.